Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B quý bạn nhá. Màu trắng ngọc trinh rất là đẹp ạ. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở những chiếc xe Toyota Vios thì nó có những cái phiên bản E, phiên bản G. Trong phiên bản E thì nó có hai loại, một loại là phiên bản E số sàn và phiên bản E số tự động. Thì chiếc xe ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là một chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số tự động quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và biển số là Sài Gòn. Chúng tôi cũng đã rút hồ sơ rồi. Đấy, hồ sơ cầm tay rồi quý bạn nhé. Rất là đẹp, rất là mới luôn quý bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 445 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2019 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn xem đây, tôi quay chi tiết cho quý bạn cùng xem nhé. Một chiếc xe 2019 rất là mới này. Cụm đèn pha này, phần ba đời sốc trước này đều rất đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, rất đẹp, rất mới luôn. Cụm đèn pha nhá, cho đến những cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe còn rất là đẹp luôn ạ. La răng còn chưa xước gì đâu ạ. Dàn lốp thì còn rất dày. Đấy, dàn lốp rất dày luôn các bạn nhé. Dàn lốp rất dày này, cụm đèn sau này, ba đời sốc sau này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, ba đời sốc sau này, cụm đèn này đều rất đẹp, rất là mới luôn các bạn ạ. Nội thất thì màu vàng kem, nội thất cũng rất đẹp luôn các bạn nhé. Đây, tôi quay cho các bạn cùng xem này. Nội thất này là nội thất màu be, đấy, màu vàng kem. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lên cái màn hình Android rất là to rồi. Màn hình Android, camera lùi đầy đủ luôn các bạn nhé. Và rất là đẹp luôn các bạn xem này. Đấy, nội thất màu vàng kem này thì nó rất là sang, rất là sạch các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ quay chi tiết cho quý bạn cùng xem về cái phần nội thất. Nội thất này rất là đẹp các bạn ạ. Và đặc biệt ở những chiếc xe Toyota Vios, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu các bạn xem này, chỉ 5,7 lít cho 100 km quãng đường kết hợp thôi. Nếu như chạy ở trong đô thị thì 7,1 lít, còn nếu chạy ở ngoài đô thị 4,9 lít cho 100 km quãng đường kết hợp các bạn nhé. Đấy, nội thất bên trong này, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến phần ghế da, vô lăng, cần số này đều rất là đẹp quý bạn ạ. Đấy, nội thất rất đẹp luôn các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn xem về cái phần động cơ. Tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E 2019 này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi 1.5 lít các bạn nhé. Toàn bộ là còn nguyên bản này. Từ ốc capo này, keo chỉ capo này, tấm chắn nóng này đều rất mới, rất là đẹp các bạn này. Đấy, rất đẹp này. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về cũng không có dọn dẹp gì đâu các bạn này, còn bẩn nguyên nhé. Đấy, còn nguyên. Đấy, và rất đẹp luôn, từ những cái ốc capo, keo chỉ capo, tem trên cái capo này là còn nguyên bản hết này. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn nhé, còn nguyên và còn rất đẹp này. Tất cả từ những cái ốc chân máy này đều còn nguyên bản hết này. Đấy, rất là đẹp này. Chủ xe cũng rất là cẩn thận bôi mỡ vào những cái ốc ở đầu bát bèo này, đầu giảm sóc này. Đấy, rất là đẹp rồi các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios E 2019 này các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất
những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Hiện tại ở cửa hàng chúng tôi ở đây thì còn rất nhiều các loại xe để cho quý vị và các bạn lựa chọn nhé. Vậy mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi ạ. Cảm ơn quý bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.